Xin chào các bạn đã đến với cửa hàng xe máy Honda Bình Minh 1 có địa chỉ ở số nhà 2287 Đại lộ Hùng Vương, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là chương trình khuyến mại sẽ kết thúc dành cho các dòng xe số như là Wenfa, Blade số và GX. Các dòng xe ga như là Honda Vision và xe côn là WinX sẽ kết thúc chương trình khuyến mại. Vì vậy nếu như khách hàng nào đang có ý định mua xe thì các bạn hãy mua luôn trong vài ngày tới đây, bởi vì hết tháng 9 là chương trình khuyến mại sẽ kết thúc. Linh xin giới thiệu lại các chương trình khuyến mại cho các bạn nhé. Đầu tiên thì là chương trình khuyến mại dành cho dòng xe WinX. Dòng xe Honda WinX hiện tại sẽ có chương trình mua trả góp với lãi suất 0%, hoặc là các bạn sẽ lựa chọn một trong hai phần quà, đó là một chiếc điện thoại Samsung A04S hoặc là một chiếc loa Bluetooth các bạn nhé. Đó là chiếc chương trình khuyến mại dành cho mẫu xe Honda WinX. Và hiện tại thì bên Linh đang để giá cho phiên bản phanh thường với mức giá là 33 triệu đồng. Và với phiên bản phanh ABS thì sẽ đang để mức giá cho các bạn là 37 triệu 500 các bạn nhé. Phanh thường chỉ mức giá là 33 triệu đồng, ABS chỉ mức giá là 37 triệu 500. Và mua Honda WinX các bạn có thể được lựa chọn là trả góp với lãi suất 0%, hoặc là một chiếc điện thoại, hoặc là một chiếc loa Bluetooth các bạn nhé. Nhưng mà chương trình khuyến mại chỉ còn vài ngày tới nữa thôi, hết tháng 9 là chương trình sẽ kết thúc. Nếu như khách hàng nào có ý định mua xe thì các bạn hãy mua luôn thời điểm này và nhấc máy lên gọi cho Linh theo số điện thoại là 0987162438 các bạn nhé. Tiếp theo nữa thì là dòng xe mà đang có chương trình khuyến mại là dòng xe số, sẽ có Honda Wenfa. Ngoài với Wenfa ra thì các dòng xe số như là Wayblade, Honda GSX cũng đang có chương trình khuyến mại, đó là mua trả góp với lãi suất 0%, hoặc là các bạn sẽ được tặng một thẻ cào điện thoại trị giá 500.000 đồng sẽ kết thúc trong tháng 9 này. Các bạn hãy lựa chọn mua luôn thời điểm hiện tại các bạn nhé. Wenfa thì hiện tại có mức giá khoảng ngoài 18 triệu đồng cho các bạn các màu là đỏ, xanh và trắng. Còn màu đen nhám sẽ có mức giá khoảng hơn 19 triệu đồng một chút các bạn nhé. Các bạn nhớ về chương trình khuyến mại sẽ kết thúc trong vài ngày tới đây thôi, nên là các bạn hãy lựa chọn mua luôn thời điểm hiện tại. Và tiếp đến là Honda Vision. Honda Vision thì hiện tại mua các bạn cũng sẽ được mua trả góp với lãi suất 0% trong tháng 9 này. Và các bạn sẽ được lựa chọn phần quà, đó là một chiếc sạc pin của Samsung chính hãng các bạn nhé. Một cái cục pin dự phòng ấy, của Samsung chính hãng, trị giá lên tới 1 triệu đồng. Chương trình khuyến mại cũng sẽ kết thúc trong tháng 9 này. Vì vậy mà các bạn nhớ đừng bỏ lỡ cơ hội mua các dòng xe để nhận những ưu đãi và khuyến mại trong tháng 9 này các bạn nhé. Còn ngay sau đây thì Linh sẽ đi cập nhật giá thêm các dòng xe cho các bạn tham khảo. Đầu tiên thì với dòng xe Honda Vision, nó sẽ có 4 phiên bản để các bạn lựa chọn. Đó là phiên bản tiêu chuẩn, cao cấp, đặc biệt và thể thao. Thì phiên bản tiêu chuẩn của Honda Vision sẽ có màu đen bóng với mức giá khoảng tầm hơn 31 triệu đồng. Còn đây là phiên bản cao cấp với hai màu là đỏ và trắng, sẽ có mức giá cho các bạn là khoảng ngoài 33 triệu đồng. Ngoài ra thì Vision còn có phiên bản đặc biệt màu xanh nhám với mức giá khoảng 36 triệu đồng, và phiên bản thể thao có hai màu đen và màu xám xi măng với mức giá là khoảng 39 triệu đồng các bạn nhé. Đó là 4 phiên bản của dòng xe Honda Vision, mẫu xe mà hiện tại đang bán chạy nhất trên thị trường trong vài năm trở lại đây, mẫu xe ga đang bán chạy nhất. Còn tiếp theo nữa thì ở đây Linh sẽ báo giá luôn dòng xe Honda SH1. SH1 thì hiện tại nó sẽ có các phiên bản phanh CBS và phiên bản ABS. Thì với các phiên bản phanh CBS sẽ có các màu như là màu xanh hoặc là màu đỏ, với mức giá màu trắng, với mức giá cho các bạn là khoảng tầm 59-60 triệu đồng, đó là bản CBS. Còn với bản ABS của SH1 thì nó sẽ dao động từ ngoài 66 triệu đồng cho tới ngoài 68 triệu đồng, tùy theo các màu các bạn lựa chọn. Ví dụ như màu đen nhám ở đây thì nó sẽ có mức giá cho các bạn là khoảng tầm hơn 6-7 triệu đồng một chút, màu đen hoặc là màu bạc. Còn với những cái màu sân bóng như là màu đỏ hoặc màu xanh của phiên bản ABS các bạn nhé, thì sẽ có mức giá khoảng tầm ngoài 66 triệu đồng. Đó là Honda SH1. Tiếp theo là Honda SHI luôn. SHI thì nó có rất nhiều phiên bản các bạn ạ. Có các phiên bản là phanh CBS và có các phiên bản phanh ABS. Và nó có bản là 125 phân khối và bản 160 phân khối. Ngoài ra thì nó còn tùy theo màu sẽ có những cái giá khác nhau. Thì đầu tiên, SH phiên bản 125 phanh CBS sẽ có 3 màu để các bạn lựa chọn. Đó là màu đỏ, màu trắng và màu đen bóng. Sẽ có mức giá cho các bạn là hơn 76 triệu đồng một chút các bạn nhé. Khoảng tầm 76 triệu 500 cho SHI phiên bản 125 phanh CBS nhé. Mức giá quá là tốt các bạn ạ. Sang càng về cuối năm thì giá SH sẽ càng tăng, năm nào cũng vậy. Và trong thời gian tới đây nó có thể lên mức giá là trên 80 triệu đồng giống như mọi năm trước đây. Vì vậy như là khách hàng nào mà có ý định mua SH thì các bạn hãy chốt luôn đi ạ. Đây đang là tháng rất đẹp và giá xe cực kỳ ưu đãi, với mức giá chỉ từ hơn 76 triệu đồng thôi.
Còn với bản ABS của dòng xe này ấy, thì nó sẽ có ví dụ như là các màu đen, màu đỏ, màu trắng và màu xám xi măng. Thì hai màu đỏ trắng sẽ có mức giá khoảng tầm 83,5. Còn với màu đen nhám sẽ có mức giá cho các bạn khoảng tầm hơn 86 triệu đồng. Ngoài ra thì SHI phiên bản thể thao màu xám xi măng sẽ có mức giá là khoảng 88 triệu đồng các bạn nhé. Đấy là các màu trên phiên bản ABS. Tương tự thì trên phiên bản 160 nó cũng có mức giá dao động cho các bạn, cho bản CBS là khoảng 92 và bản ABS khoảng 102 cho mẫu SH160 phân khối các bạn nhé. Tất cả các dòng xe thì Linh đều có hỗ trợ trả góp. Các bạn sẽ trả trước cho Linh khoảng từ 20 đến 30% giá trị xe. Thủ tục thì rất là đơn giản, chỉ cần căn cước công dân đủ 18 tuổi là các bạn có thể mua trả góp rồi các bạn nhé. Bạn nào muốn mua trả góp để được hưởng ưu đãi lãi suất thấp nhất thì hãy liên hệ với Linh theo số điện thoại là 0987162438 các bạn nhé. Tiếp theo nữa thì Linh sẽ có Honda Avalade. Ở đây thì Linh có Honda LED phiên bản 125. Với bản 125 có 3 màu là màu xanh, màu đỏ và màu đen nhám. Thì màu xanh, màu đỏ sẽ có mức giá tầm hơn 40 triệu đồng. Còn với LED 125 màu đen nhám sẽ có mức giá khoảng 43 triệu đồng các bạn nhé. Tiếp theo thì ở đây Linh đang có sẵn hàng này, Avalade 160. LED 160 thời gian vừa qua số lượng hàng Honda giao cho các đại lý cực kỳ là ít. Và hiện tại thì Linh đang có sẵn màu đen với mức giá bán cho các bạn là khoảng tầm ngoài 56 triệu đồng cho Honda Avalade phiên bản 160 nhé. Bản 160 thì các bạn lưu ý sẽ có hệ thống phanh ABS ở trên kênh bánh trước. Ngoài ra thì với cái hệ thống phân khối nó sẽ mạnh mẽ hơn so với phiên bản 125 và sẽ để mức giá cho các bạn khoảng tầm ngoài 56 triệu đồng. Mức giá nó rất là thấp, chỉ tương đương với giá đề xuất của Honda thôi. Nên là bạn nào mà có ý định mua LED thì liên hệ với Linh nhé. Ở trên này thì Linh quay thêm. Ở đây Linh có Honda Vision, đây là phiên bản tiêu chuẩn các bạn, phiên bản tiêu chuẩn màu đen bóng. Phiên bản này là phiên bản duy nhất của Vision được sử dụng hệ thống khóa chìa thường các bạn ạ, với mức giá là tầm hơn 31 triệu đồng nhá. Và các bạn lưu ý đừng quên chương trình khuyến mại của Vision sẽ kết thúc trong vài ngày tới đây thôi. Bạn nào mua trả góp thì mua luôn đi ạ, lãi suất 0% chỉ duy nhất trong vài ngày tới đây là sẽ kết thúc rồi. Các bạn đừng bỏ lỡ cơ hội này nhá. Tiếp theo nữa, một dòng xe mà chị em phụ nữ khi mua xe các bạn cũng lựa rất là nhiều, đó chính là Honda Lead. Lead sẽ có 3 phiên bản để các bạn lựa chọn, đó là phiên bản tiêu chuẩn này, phiên bản cao cấp và phiên bản đặc biệt. Phiên bản tiêu chuẩn của Lead thì nó có duy nhất màu trắng, lát nữa Linh sẽ quay cho các bạn xem, với mức giá là khoảng 38 triệu đồng. Còn đây là phiên bản cao cấp sẽ có mức giá tầm hơn 41 triệu đồng, có hai màu là màu xanh, ngoài ra có màu đỏ nữa các bạn nhé. Còn phiên bản đặc biệt của xe Lead thì sẽ có màu đen và màu bạc, sẽ có mức giá cho các bạn tầm khoảng 43 triệu đồng. Đó là mẫu xe Honda Lead. Bây giờ thì các bạn hãy ra bên ngoài, vì bên ngoài Linh cũng có trưng bày rất là nhiều các dòng xe ga để các bạn tham khảo nhé. Thì ở đây Linh có Honda SH1. Đây là phiên bản phanh ABS màu bạc đen. Đây là một trong những cái màu mà Linh bán rất là chạy và Linh cũng rất là thích màu này. Với mức giá cho các bạn là khoảng tầm hơn 67 triệu đồng một chút các bạn nhé. SH1 phiên bản là phanh ABS. SH1 thì nó có chiều cao yên vừa phải, nên nó không cao quá giống như SHI. Nên là các bạn nữ, nhiều bạn mà có chiều cao yên, nhiều bạn mà có cái chiều cao trung bình thì các bạn có thể lựa sang Honda SH1. Đây là bản được trang bị ABS mà Linh thấy màu này rất là đẹp nhá. Mức giá cũng chỉ tầm khoảng hơn 67 triệu đồng một chút thôi. Vừa an toàn vừa thời trang mà đẹp. Phiên bản mới thì Linh thấy rằng kiểu dáng của nó rất là đẹp. Đó. Còn ngoài màu này ra thì các bạn cũng có thể lựa chọn sang là màu xám xi măng. Ở đây thì các bạn có thể thấy là Linh đang có màu xám xi măng, cũng là phiên bản phanh ABS. Màu này đang là màu hot trend của năm ngoái và năm nay đấy ạ. Với mức giá tầm khoảng hơn 68 triệu đồng một chút các bạn nhé. Hầu như là các phiên bản ABS của SH1 thì nó có các màu khác nhau và nó chênh giá nhau tầm khoảng 1 triệu cho mỗi phiên bản. Và đây là bản thể thao màu xám xi măng với mức giá cho các bạn là khoảng tầm ngoài 68 triệu đồng. Đó, các bạn có thể quan sát rất là đẹp, Linh rất là thích cái màu này. Cực kỳ đẹp luôn. Còn ở đây thì Honda Lead. Honda Lead thì chiều cao yên của Honda Lead chỉ là 760mm thôi. Nên là với những cái bạn nào có chiều cao các bạn khiêm tốn thì các bạn có thể lựa chọn sang Honda Lead. Chiếc xe này thì nó rất là tiện ích. Một là có cốp rộng này, hai là chiều cao yên vừa phải này. Và dòng xe này thì cái động cơ của xe này rất là bền các bạn ạ. Nhiều khách hàng sử dụng xe Lead này lên tới mười mấy năm, gần 20 năm. Động cơ xe của Honda Lead với khối động cơ 125cc rất là bền, cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu, chỉ với hơn 2 lít cho 100km thôi.
nên là chị em văn phòng, chị em phụ nữ này lựa chọn mẫu xe này rất là nhiều các bạn nhé. Đây là phiên bản tiêu chuẩn của Honda Lead, hiện tại sẽ có mức giá khoảng 38 triệu đồng. Mình thấy là các bạn có thể lựa sang tiêu chuẩn của Lead này 38 triệu đồng, rất là ok các bạn ạ. Đó. Tiếp theo nữa thì ở bên cạnh này các bạn có thể quan sát luôn là Linh có thêm Honda LED màu đen nhám các bạn nhé. LED màu đen nhám thì lúc nào nó cũng là màu xe bán chạy nhất rồi. Với mức giá tầm khoảng 43 triệu đồng cho Honda LED màu đen nhám được phối giữa đen vàng đồng các bạn nhé. Một màu sắc phối rất là đẹp, chỉ với mức giá khoảng 43 triệu đồng thôi các bạn ạ. Rồi tiếp theo ở phía sau thì các bạn có thể thấy là Linh có Honda Lead màu đỏ, đây là phiên bản cao cấp này, với mức giá khoảng hơn 41 triệu đồng các bạn ạ. Còn phiên bản đặc biệt với hai màu là màu bạc và màu đen ở đây thì sẽ có mức giá tầm khoảng 43 triệu đồng cho hai màu đen và bạc nhé. Bản cao cấp với bản đặc biệt thì nó chỉ khác nhau đó là màu sơn thôi, là sơn bóng với cả sơn nhám thôi. Còn nhiều khách hàng cũng thắc mắc Linh là bản tiêu chuẩn của Honda Lead thì nó có sự khác nhau như thế nào. Thì bản tiêu chuẩn nó cái phần bóng LED này phía trước này, mình xin lỗi, cái phần bóng pha đây, nó sử dụng là bóng halogen. Và ngoài ra thì phiên bản tiêu chuẩn nó sẽ không có tính năng báo động chống trộm và không có cổng sạc điện thoại giống như bản cao cấp và bản đặc biệt. Tuy nhiên thì bản tiêu chuẩn cũng vẫn là sử dụng khóa thông minh Smart Key các bạn nhé. Đó, tiếp theo thì Linh sẽ quay thêm cho các bạn là hai cái màu sắc bán rất là chạy trên Honda Vision, phiên bản thể thao. Đó, đây là phiên bản thể thao. Nhiều khách hàng bảo là phiên bản thể thao là phiên bản mới, thực ra thì là Honda Vision nó có 4 phiên bản đều là phiên bản mới. Và phiên bản thể thao là cái phiên bản mà Honda Việt Nam sản xuất với cái chiều cao hơn so với các phiên bản còn lại. Và nó cái phần bánh phía trước của nó là 16 inch, còn tất cả các phiên bản còn lại chỉ là 14 inch thôi. Phiên bản này thì chiều cao yên lên tới là 785mm, nên là nếu như bạn nào mà cao như Linh thì chắc là đi phiên bản này sẽ đẹp, rất là đẹp. Hoặc là các bạn nam, các bạn muốn đi Honda Vision thì các bạn lựa chọn phiên bản này cũng rất là ok các bạn nhé. Bản Vision phiên bản thể thao hai màu đen và xám thì bên Linh đang để mức giá cho các bạn là khoảng tầm 39 triệu đồng. Và nếu như bạn nào chưa đủ tiền thì các bạn có thể mua trả góp với lãi suất là 0% dành cho dòng xe này trong tháng 9 này thôi ạ. Chỉ còn vài